Khi nhìn lên hay tập trung bất giác thì thầy lé vài giây. Khi la bé nghĩa là khi nhắc nhở thì bé bình thường trở lại, đúng không ạ? Nên các can thiệp sớm hay là cần theo dõi thường xuyên. Theo như mô tả như này thì bạn ấy thuộc vào cái dạng là lé từng lúc. Nó có nghĩa là dạng lé nghĩa là lé liên tục hoặc là lé từng lúc, thi thoảng nó mới lé thôi, có thể lé trong, có thể lé ngoài. Thì những cái dạng mà lé từng lúc như này ấy, thì nghĩa là vẫn có những cái thời điểm mà bạn ấy sử dụng cả hai mắt để nhìn, nên là cái mắt lé nó không bị ảnh hưởng nhiều tới cái quá trình phát triển thị giác, nên là chúng ta vẫn chưa cần phải can thiệp ngay, can thiệp sớm. Nhưng mà khi mà phát hiện và có nghi ngờ như này ấy, thì chị Trúc cho bé đi khám luôn nhé, cho bé đi khám luôn và khám sớm để thứ nhất là mình xem là bé thuộc dạng lác gì và chính xác là lác gì, mặc dù là mình biết là thi thoảng bé lác đấy, ví dụ lác trong, lác ngoài, nguyên nhân là gì, có do tật khúc xá hay không, đúng không ạ? Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ xác định xem mức độ lác hoặc mức độ lé của con là bao nhiêu, và cái dạng lé đấy nó giống như mình mô tả là nó thỉnh thoảng hay thực tế là nó lác liên tục. Đôi khi là mình nghĩ là nó thỉnh thoảng nhưng mà cái đồ lác nó nhỏ nên là mình không phát hiện ra, và mình nghĩ là con chỉ thi thoảng thôi, thực tế là nó lác liên tục. Thì những trường hợp mà lác liên tục hoặc lé liên tục như thế thì chúng ta sẽ cần phải can thiệp sớm. Đó, và can thiệp như nào thì nó phụ thuộc vào cái nguyên nhân của dạng lé nữa. Ví dụ lé trong do tật khúc xạ, do viễn thị chẳng hạn thì chúng ta sẽ không can thiệp bằng phương pháp mổ. Tuy nhiên nếu mà lé mà không do tật khúc xạ hoặc là lé ngoài hoặc là các dạng lé khác thì có thể là chúng ta sẽ cần phải can thiệp phẫu thuật, hoặc một số bạn lớn hơn có những dạng lé về cái nguyên nhân là thiểu năng quy tụ thì chúng ta cũng có thể can thiệp bằng các phương pháp là tập và huấn luyện thị giác để có thể cải thiện cái vấn đề lé này. Còn với trường hợp câu hỏi của chị thì theo nhận định của tôi rằng đấy là trường hợp nó không phải cấp cứu, cần phải can thiệp ngay sớm, nhưng mà mình cần phải cho con đi khám sớm, được chưa? Và cần theo dõi thường xuyên đấy, theo dõi thường xuyên 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ đi khám đã rồi bác sĩ sẽ nói cho chị là nên phải theo dõi thường xuyên 3 tháng hay 6 tháng, 1 năm nhé, chị Trúc nhé.